Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Nguyễn Trường, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán thính giả của Leader Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên mạng Internet là leadersaigontv.com, trên YouTube để mình có thể coi lại nhiều video sau này, Leader Sài Gòn TV Official, trên mạng Facebook livestream giờ phút này và trên TV bình thường là 14.2 và 56.10 ở trên TV bình thường ở miền Nam California. Rất vui mừng được gặp lại quý vị trong ngày hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021. Chỉ còn mới có đây, khoảng 3 tuần nữa là bắt đầu vào thu. Thường khoảng 20 mấy tháng 9 là vào ngày thu. 20, 21 gì đó là ngày Tết Trung Thu. Tôi nhớ là như vậy. Và lâu quá không gặp Mộc Lan, tháng rồi đó. Từ tháng trước đến tháng này. Từ tháng 8 đến tháng 9. Đó, vậy thôi, chị thường nhắc với quý vị là chúng ta đã bắt đầu vào tháng 9 rồi quý vị ơi. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9. Thời tiết thì thấy nó cũng hơi có thay đổi một chút xíu. Hình như vào thu rồi đó thì sáng ra nó không còn sáng bừng như hồi xưa nữa. Mà nó âm u ha. Mà nó có thời tiết nó mát mát lại, dịu dịu lại, không còn nóng nữa. Nhưng mà thật ra đó thì vào tháng 8 và tháng 9 thì là hai cái tháng mà nó trở nên nóng hơn, là tới tháng 10 trở đi đó thì mình mới mát mẻ trở lại. Như là tới ngày mấy tháng 10 hay 11, đầu tháng 11 là mình sẽ đổi giờ lại một lần nữa, đúng không? Như là sắp sửa đổi giờ nữa rồi, còn 1-2 tháng nữa. Hôm nay thì có nhiều bản tin lắm. Ngọc Lan nói hồi nãy trước khi vào phần cà phê sáng đó là quỹ an sinh xã hội của mình sắp hết tiền rồi. Đó, thì khi mà nói đến cái chữ quỹ an sinh xã hội, quỹ an sinh xã hội nó gồm có cái nhiều cái khoản ở trong đó. Lo cho người già và người sống lâu, và một cái quỹ nữa dành cho những người khuyết tật nữa. Đó, thì cái quỹ an sinh nó là như vậy. Thì theo như dự đoán trước đây đó của các nhà kinh tế học đó, thì vào năm 2035 đó thì chúng ta sẽ thấy cái quỹ này nó sẽ ít tiền đi, nó sẽ rơi vào cạn kiệt. Và vì thế những người mà hưởng tiền về hưu đó sẽ bị cắt trừ đi một số khoản tiền nào đó, thí dụ như là 10%, 20%. Hiện tại thì chưa có kế hoạch, thì quốc hội sẽ phải làm việc để cho cái quỹ này nó không bị cạn kiệt. Vì khi chúng ta đi làm, chúng ta đóng thuế vào bao nhiêu thì hy vọng rằng là khi mà chúng ta về hưu đó thì chúng ta lãnh được cái tiền về hưu. Thí dụ như là chúng ta lãnh được, mà thí dụ nha, là 1.000 đồng một tháng đi tiền về hưu. Mà tới năm 2033, 34 hay 35 mà cái quỹ này nó hết tiền đó thì làm sao? Khi mà cái quỹ này hết tiền thì chúng ta không lãnh tới 1.000 nữa, mà có thể là chúng ta bị cắt giảm đi, hay là chúng ta không được tăng cái tiền đó lên theo cái mức lạm phát của hàng năm. Thí dụ như là, thí dụ bây giờ mình lãnh 1.000, mình vẫn có tiền đủ để trả tiền nhà, tiền ăn, vân vân. Tới lúc bây giờ 30 năm nữa hay là 10 năm nữa mình hết cái tiền đó rồi đó, mặc dù lúc bây giờ lạm phát nó gia tăng đi, 1.000 đồng sẽ không đủ, cho nên nhiều người sẽ rơi vào nghèo khổ. Vì lãnh 1.000 mà chi phí rồi nhà cửa, điện nước rồi ăn uống này kia lên tới 1.500 đi thì họ sẽ không có đủ nữa. Mà lúc bây giờ mà cái quỹ này đó cũng không có tiền để mà tăng lên theo cái mức lạm phát nữa thì sẽ có nhiều người khó khăn lắm. Cho nên á, có nhiều người nói rằng là bây giờ chúng ta còn đang đi làm đi, chưa có phải về hưu, thì chúng ta nên tiếp xúc với lại một chuyên viên kinh tế tài chánh, người ta gọi là hoạch định tài chánh á, để chúng ta có thể bỏ vào một cái quỹ đầu tư nào đó, rồi cái quỹ đầu tư đó sẽ giúp phát triển cái tiền của mình lên. Cho nên tới năm đó
mặc dù là nhiều người nha, tới năm 2033, 34, 35 gì đi, nhiều người vẫn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà chúng ta nhờ có những cái chương trình hoạch định tài chính mà chúng ta lại có thêm một số tiền từ những cái khoản đầu tư bảo đảm đó, để chúng ta vẫn có thể đủ tiền để chi phí. Hiện tại đó thì cái số người sinh ra hàng năm ở Hoa Kỳ này, khi người ta làm thống kê thì cái số người sinh ra hàng năm nó hiện tại là ít hơn những năm về trước là khoảng 2-4%, trong khi đó những người mà sống lâu thì lại sống lâu nhiều hơn đó, cho nên sẽ dùng tới cái khoản tiền này nhiều hơn trong cái quỹ này. Vì thế mà người ta nói rằng là tới vào năm 2020, khi mà nền kinh tế toàn cầu nó bị rơi vào cái khủng hoảng của đại dịch Covid-19 đó, thì rất nhiều những cái hoãn lại chương trình đóng thuế nè, cũng có, hay là nhiều hãng xưởng đóng cửa thì dĩ nhiên là không có tiền để đóng thuế rồi, thì cũng sẽ được những cái chương trình gọi là ân xá của chính phủ hiện tại để mà khỏi đóng thuế cái tiền này. Cho nên cái quỹ này đó, năm nay thì mới cái tin mới nhất cho thấy rằng là thay vì trước đây thì bây giờ họ rút ngắn lại thêm một năm nữa. Tức là thay vì năm 2035 thì cái quỹ này nó rơi vào cái tình trạng gọi là hết tiền, thì bây giờ là 2034 hay 33 là sẽ hết tiền. Cho nên đó cũng là một cái để mà Quốc hội sẽ phải làm việc là gia tăng cái tiền thuế nó lên từ bây giờ chút xíu, để mà cho tới năm 30 mấy đó thì cái quỹ này nó không có rơi vào tình trạng đỏ. Đó, thì nếu mà nó nằm trong cái ngạch màu xanh á thì nó vẫn còn tiền để mà cung cấp cho người khuyết tật nè, người già nè, người về hưu nè đó. Nhưng mà nếu mà không làm việc kịp á thì cái quỹ này nó sẽ hết tiền. Cái chuyện mà mình nghe rằng là cái quỹ về cái an sinh xã hội sẽ hết đó, đến cái lứa mà giống như Ngọc Lan đến tuổi về hưu rồi những lứa sau sau nữa đó, thì lúc đầu mình nghe mình không có hiểu hết tiền làm sao. Tại vì mỗi người đi làm đó thì mỗi một cái paycheck như vậy là rồi, hay là cuối năm mình đều phải có những cái chuyện mình đóng thuế vô, đúng không? Thuế về về khi mà về hưu, rồi thuế thất nghiệp, cái gì lúc mà mình thất nghiệp, đủ thứ cái loại mà nó trừ tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ á, khi mà hôm nay cái bài ở trên KTLA họ đăng lên á, để nói rằng là thay vì cái dự đoán ban đầu của họ là đến năm 2035 thì cái quỹ này nó cạn kiệt, nhưng mà do đại dịch Covid-19 cho nên là nó rút sớm hơn một năm nữa đến là 2034. Nhưng mà khi đọc thì mình mới hiểu, tức là do như nãy anh Trường có nói đó, do cái số lượng mà cái tuổi thọ người ta nó tăng lên cho nên người đó sống lâu hơn chút nữa mà. Rồi thêm nữa đó là cái những cái chi phí nó đều tăng hết, thì trước đây ví dụ như cái tiền đó dùng để trả cho cái quỹ mà gọi là an sinh xã hội dành cho những người về sau này á, thì người ta lấy từ trong cái gọi là cái tiền đó, từ trong cái income tax, payroll tax đồ, rồi cái tiền lời của mỗi năm họ dồn lại để họ trả. Nhưng mà đến năm 2034 thì toàn bộ cái tiền đó nó hết, bởi vì trả chi phí cho bảo hiểm cũng tăng lên, thuốc men cũng tăng lên, mà họ liệt kê ra nhiều lắm, cái thuốc này thuốc kia đủ thứ loại nó đều tăng hết. Như vậy á, phải bắt đầu từ cái năm mà gọi là cái tiền đó nó cạn kiệt đó, thì người ta phải lấy từ chính cái quỹ giống như là cái saving á mới ra để mà đủ trả. Giống như thay vì mình tiền mình chi tiêu hàng tháng là mình lấy từ tiền lời ra, ví dụ như vậy, những cái tiền khoản sẵn, nhưng mà đến thời điểm đó nó hết rồi, mình phải lấy bắt đầu từ không cái quỹ dự trữ của mình ra để mà mình tiêu xài. Thì cái ý nghĩa của cái chuyện mà họ nói là hết tiền nó là như thế. Cũng giống như là thí dụ như là Ngọc Lan chuẩn bị về hưu vào năm 2035 nha. Thí dụ như vậy, mình nói rằng là theo như cái thông cáo mà của sở gọi là an sinh xã hội đó, Social Security Administration đó, mà gửi về trong các bản báo cáo hàng năm đó, là dự tính rằng khi mình về hưu vào năm mấy thì mình sẽ lãnh được một số tiền là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu cái quỹ này nó hết tiền thì tới năm đó lúc mà Ngọc Lan về hưu đó thì Ngọc Lan sẽ không nhận được cái tiền giống y hệt như là người ta dự tính được. Thí dụ như là 2.300 đồng đi một tháng thì có thể tới lúc bây giờ đó 2.300 đồng nó cũng vẫn là 2.300 đồng, nhưng mà nó lại không đủ theo như cái năm đó để mà mình xài. Năm đó thì vật giá leo thang lên rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết, là 2.300 cũng chẳng vào đâu hết.
mặc dù là họ không nói rằng là quý vị sẽ lãnh ít hơn cái tiền dự tính là hai, còn có 2.200, 2.100 cũng có thể xảy ra, tại vì có những trường hợp người ta sẽ cắt giảm đi từ 10-20% cái tiền về hưu của mình, đó cũng có thể thôi. Đó, còn nhưng mà nếu mà vẫn để nguyên cái mức mà họ đã dự tính từ 10 năm về trước đi, thì lúc bây giờ mình lại không đủ tiền để mà chi trả cho đủ thứ mọi chuyện đã lên giá rồi. Cái okay. tiền nó vẫn đứng yên ở đó, chứ nó không có tăng thêm. Anh Trường đang nói đến, đề cập đến chuyện tiền. Thì ngoài cái chuyện mà ai cũng trông chờ, người California đã đang trông chờ cái 600 đợt 2 trở về, rồi có thể là những người khai theo, ăn theo đó được thêm 500 nữa. Thì chắc lẽ là nay mai gì thì mình sẽ nhận được, thì sẽ cũng có một cái tin liên quan đến cái chuyện mà những người mà xài tiền mà lúc này chúng ta chi trả mà qua Zelle đó, và những cái hình thức lường gạt để mất tiền như thế nào thì rất là ngạc nhiên. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.